Hey, xin chào các bạn. Ở buổi trước, mình đã giới thiệu cho các bạn các câu lệnh cơ bản ở trong Git qua ví dụ thực tế. Và từ đó các bạn cũng đã hiểu được cái cách để chúng ta có thể đưa code từ dưới local, dưới máy tính của các bạn lên trên GitHub như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng đã giúp cho các bạn hiểu rõ được cái quy trình chúng ta ứng dụng Git vào trong dự án thực tế. Khi mà chúng ta làm việc teamwork với nhau thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào. Đó. Tiếp tục ở video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta có thể chạy được cái suộc code ở trên GitHub của bạn thông qua một cái domain. Môi trường mà chúng ta sử dụng ở đây sẽ là thằng GitHub.io. Thì làm sao để chúng ta có thể chạy được nó? Ở video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn có thể làm được điều đó. Thì để làm được cái này thì trước hết các bạn chuẩn bị cho mình một cái suộc code có sẵn. Đó, cụ thể ở đây, mình sẽ có một cái suộc code như thế này. Thì đây là một cái project của khóa Funend vừa kết thúc ở bên mình. Thì đây là cái giao diện của khóa Funend đó. Được chưa các bạn? Cái giao diện này thì đã có responsive rồi. Có nghĩa là đã hỗ trợ chạy được cả trên mobile rồi. Đây. Đó. Các bạn có thể nhìn qua này. Đó. Nó đã chạy trên mobile rồi. Và chúng ta sẽ đưa cái này lên trên GitHub và chạy nó với một cái domain. Đó. Thì mục đích chạy thông qua một cái domain để làm gì? Thì để đến khi các bạn muốn là các bạn muốn cho ai đó hoặc là các bạn muốn cho nhà tuyển dụng xem cái sản phẩm của các bạn làm mà không cần phải đem máy tính đến trước mặt họ để show cho họ xem, thì các bạn chỉ cần up cái này lên Git và chạy thông qua một cái domain. Thì đến khi mà các bạn muốn đưa cho nhà tuyển dụng xem thì các bạn chỉ cần bảo họ truy cập vào cái domain này là có thể nhìn thấy cái sản phẩm của các bạn làm. Đó, ý nghĩa của nó như vậy. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn được cái sản phẩm của mình thông qua môi trường Internet và chạy trên một cái domain cụ thể. Được chưa? Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó. Mình vẫn sẽ làm từng bước giống như buổi trước, nhưng mình sẽ không giới thiệu kỹ nữa. Để hiểu hơn về cách cài đặt Git cũng như là các câu lệnh cơ bản của Git thì các bạn hãy xem lại video này. Còn ở video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn là cách chúng ta đẩy Git lên. Mình mặc định là hiểu là các bạn đã biết cách đẩy rồi. Thì mình sẽ làm từng bước, sau đó chúng ta sẽ config để có thể chạy được cái domain đó. Ok chưa các bạn? Thì ở đây mình đã tạo ra, mình đã có chuẩn bị một cái source code project như mình vừa giới thiệu. Thì việc tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Các bạn phải đảm bảo rằng có một tài khoản GitHub, được chưa? Chúng ta sẽ lên môi trường GitHub. Thì ở trên môi trường GitHub này chúng ta sẽ tạo ra một cái project. Ví dụ ở đây, mình tạo một cái project đó là Funend. Suntech Funend Project. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Mình sẽ để project 1 vì các khóa học Funend tại Suntech thì nó có rất là nhiều project khác nhau, nó sẽ không giống nhau các bạn nhé. Đó, mỗi lớp sẽ có những cái project khác nhau và độ khó sẽ khác nhau. Thì bản thân mình cũng muốn như vậy để cho tính chất của các lớp nó sẽ không bị lặp đi lặp lại và nó sẽ không nhàm chán. Được chưa? Và chúng ta sẽ tạo ra một cái repo như thế này. Đó, vì sao phải tạo repo thì ở video này mình có giải thích rồi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái repo. Cái repo này nó sẽ chứa code của chúng ta các bạn nhé. Sau khi tạo repo xong thì công việc tiếp theo là làm thế nào để chúng ta put được cái code từ dưới máy của chúng ta, chính là cái code project này, lên trên cái repo này. Đó, đưa toàn bộ cái source code này vào trong repo. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì ở đây mình sẽ sử dụng git command, có nghĩa là mình sẽ sử dụng câu lệnh. Nếu các bạn đang sử dụng Windows, các bạn chỉ cần click chuột phải. Và nếu các bạn đã cài phần mềm git bash ở dưới máy rồi thì các bạn click chuột phải và các bạn sẽ thấy command như thế này. Được chưa? Còn những bạn mà cài Lanagon thì các bạn sẽ thấy có terminal như thế này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng thằng terminal của Lanagon các bạn nhé. Rồi, ok. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là gì? Chúng ta sẽ phải init để tạo ra một cái repository ở dưới máy. Đó, các bạn nhìn thấy như thế này. Được chưa? Cái này nó chỉ là một cái cảnh báo là chúng ta config cái brand name default các thứ thôi, thì cái này chưa quan trọng. Thì mặc định khi mà các bạn git init xong thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái thư mục .git ở đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ không được xóa cái này. Và cái này nó sẽ là lưu lại cái để nó sẽ lưu lại toàn bộ những cái lịch sử chúng ta sử dùng Git trong cái project này các bạn nhé. Đó, rồi được chưa? Thì mặc định khi chúng ta init xong thì nó sẽ là ở nhánh master. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nhánh mới thông qua câu lệnh checkout-b và mình sẽ tạo ra là nhánh develop. Đó, được chưa các bạn? Sau khi tạo xong nhánh develop rồi, chúng ta sẽ git status
thì các bạn sẽ nhìn thấy đây sẽ có danh sách các thư mục và các file trong project này. Bây giờ mình sẽ add vào. Đó, add chấm có nghĩa là chúng ta add tất cả các file. Thì các bạn chạy lên các bạn sẽ thấy đó, chúng ta đã add tất cả các file bao gồm cả file ảnh lẫn file CSS và file HTML rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ commit -m. -m đây là cái message giải thích cho chúng ta cái ý nghĩa của cái lần commit này là gì. Ví dụ của mình ở đây sẽ là release đó function text này, fun and final đó, tức là project. Chúng ta sẽ release một cái project cuối khóa của lớp funnel tại Suntech. Đó, rất clear như thế này. Được chưa? Sau khi các bạn commit rồi thì các bạn sẽ push nó lên. Thì ở đây mình đã add remote chưa? Thì hiện tại mình chưa add remote. Chúng ta có thể kiểm tra remote-v. Đó, chúng ta chưa add. Thì ở đây chúng ta sẽ git remote add như thế này các bạn nhé. Add và chúng ta đặt tên remote là origin. Đây, chúng ta quay trở lại đây. Đó, các bạn nhìn thấy này, đây cũng là cái hướng dẫn của thằng Git luôn này, được chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng cái link là link SSH các bạn nhé, link này này. Đó, thì đây, chúng ta sẽ sử dụng link SSH như thế này. Đó, được chưa? Thì để sử dụng được link SSH thì các bạn sẽ phải add SSH key vào trong Git của mình thông qua đây này, thông qua cái setting các bạn phải add. Và lấy được cái SSH key như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái video kia. Xem lại video này để các bạn lấy được cái SSH key và add nó vào, được chưa? Được chưa các bạn? Mục đích của việc add cái SSH này nó sẽ giúp cho chúng ta là mỗi lần commit hay là đẩy code lên ấy, thì chúng ta sẽ không phải nhập lại cái username và password nữa. Đó, sau khi mà add remote xong thì mình git remote-v. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã có một cái remote như thế này. Thì bản chất của cái việc add remote này là nó sẽ giúp cho chúng ta chỉ định được là khi chúng ta put code lên, chúng ta put vào repo nào của Git. Đó, cái này chính là cái để chúng ta chỉ định, được chưa? Bây giờ chúng ta put thì chúng ta sẽ put và put lên nhánh develop này, thì nó sẽ liên kết đến cái link này, repo này, nó đẩy cái thằng develop lên, được chưa? Đó, các bạn nhìn thấy đây là chúng ta đã put được code lên rồi này, được chưa các bạn? Đây, lúc này các bạn load lại trang này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã chạy được trang này rồi, được chưa? Chúng ta đã chạy được trang này và nhánh ở đây là nhánh develop và default, được chưa các bạn? Rồi, đấy là công việc liên quan đến việc push code lên. Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể chạy được cái trang này trên một cái domain cụ thể của thằng GitHub.io? Thì các bạn vào phần setting như thế này, các bạn chuyển đến cái menu là page. Đó, ok chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn cái nhánh chứa cái code của chúng ta là nhánh develop. Chúng ta sẽ chạy thư mục root như thế này. Chúng ta lưu lại này. Đó. Rồi, ok chưa? Được chưa các bạn? Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được một cái domain như thế này. Anh sẽ chạy nó lên. Thì cái domain này nó sẽ chính là username.github.io như thế này. Đó. Và tên thư mục repository của chúng ta. Đây. Các bạn nhìn thấy này, nó sẽ đúng như thế này luôn. Bây giờ anh sẽ chạy nó lên. Đó. Được chưa các bạn? Khi mà cái thư mục này nó có file index thì chúng ta không cần phải chỉ định index.html. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ chạy được cái domain như thế này các bạn nhé. Và khi mà các bạn muốn đưa cho nhà tuyển dụng xem là đây là sản phẩm của tôi đã làm được. Đó. Thì các bạn chỉ cần gửi cho họ cái link này. Và chúng ta có thể truy cập được ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có internet. Được chưa các bạn? Đó. Thì thông qua ví dụ này sẽ giúp cho các bạn biết cách để có thể chạy được một cái source code của thằng GitHub khi mà các bạn muốn chạy nó trên môi trường internet, được chưa các bạn? Thông qua một cái domain, thì cái domain này là domain của thằng GitHub.io theo cái tên username của các bạn nhé, username trên GitHub đấy. Đó, thì bây giờ các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình và chạy với một cái project của các bạn xem là các bạn đã làm được nó hay không. Đó, có bất kỳ một câu hỏi gì các bạn có thể comment xuống video này để mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, chúc các bạn học tốt. Chào các bạn.